xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng suối. Ở đây có thể gọi là dòng sông các bạn. Dòng sông Krông Cà Man, hay còn gọi là Krông Bông các bạn. Ở đây nó có ba tên, một là suối Krông Cà Man, Krông Bông, và suối thanh niên là người ta mới đặt tên nha các bạn. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng theo mình đi một vòng nha các bạn nhé. Cô đang câu cá. Câu cá anh cô? Câu cá hả? Ở đây họ ngày lễ mùng 1 tháng 5 các bạn. Mọi người đang đi chơi ở đây. Mình cũng đi chơi luôn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn những cô đang tắm nha. Ở đây suối đẹp. Trong suối thì mùa này là mùa nắng, mùa khô, tháng 5, nắng nóng luôn. Thưa các bạn, bên này là có một nhóm đang hát karaoke các bạn, rất là vui. Ở bên này là nó thuộc Đà Lạt nha các bạn nha. Bên này là thuộc Đà Lạt. Mấy đứa cháu đang rủ nhau đi câu cá hay sao? Có không? Có thấy cá không? Có cá không? Không à? Mình sẽ dẫn các bạn xuống dưới kia nha các bạn. Mình sẽ xuống dưới kia. Ở đây là anh em đang tắm đông lắm. Cái suối ở đây rất là mát các bạn. Còn cá còn nhiều lắm. Ôi sao cá nhiều thế ta. Đúng là suối này còn nhiều cá lắm. Cái tổ kiến này. Bây giờ nhậu thôi nha. Nãy đợi lâu không? Hả? Nhanh. Nhanh hả? Dẫn này sẽ... Bây giờ mình nhậu ở đây nha. Làm một miếng các bạn. Chắc cũng làm mấy lon bia đúng không? Đây, nãy định anh em định vào đây nhưng mà cho một số anh em đang bạn chụp căn cước các bạn, thì mình cho anh em tạm thời gián đoạn, chắc tí nữa là anh em mới lên sau, lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem. Hiện tại anh em đang đợi. Cháu năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 21 hả? Có vợ chưa? Có rồi. Có hả? Thế là vợ đang ở đâu? Lắc. Lấy vợ mình đó à? Suối các bạn. Hôm nay mình chủ yếu là mình đi dạo thôi, là mình không ý định quay, nhưng mà thôi này kết hợp luôn. Rồi mời anh em nha, ngày mùng 1 tháng 5 trong lúc chờ đợi các người kia, nên mình gọi bạn cho các quen. Chưa nha. Mình rất là vui được vô đây các bạn. Cách đây 8 năm mình cũng vô một lần rồi, nhưng mà bây giờ mình mới vô lại. Suối thanh niên là hay còn gọi là suối Krông Cà Man rồi không? Và cái dòng suối này là còn có tên gọi là Krông Bông. Krông Bông là suối này luôn hả? Một cái dòng suối này nó có ba tên các bạn. Krông Bông. Krông Bông tức là Krông là sông, sông hòm đúng không? Còn Krông Cà Man là gì? Đó là
thác nó mang tên Kamar đúng không? Còn Krong là Krong Bong, là suối thanh niên là thế hệ sau người ta mới đặt đúng không? Các bạn là khu du lịch xứ, đây là khu du lịch thanh niên hay vô đây chơi là người ta đặt tên là suối thanh niên. Mà không biết ông già là vô chơi thì sau này mình già rồi người ta sẽ đặt tên là suối người già. Gari. Vừa đây chơi xí. Mỏng nước thịt mà. Vừa đây chơi xí. Dạ dạ, anh cứ ngồi tự nhiên em tìm cục đá. Vô đây là chủ yếu là chơi thôi hả? Dạ, đây vô đây tắm mát. À, thưa các bạn, hôm nay mình có gặp ít mưa các bạn. Đang đi mà gặp mưa. Đây anh em hôm nay là 1 tháng 5 mà rất là đông anh em qua chơi. Tất cả mọi người hôm nay tổ chức thanh niên này rất là đông quạt. Đây là chuẩn bị tránh mưa các bạn. Đây các bạn này, dòng người chuẩn bị về đấy các bạn. Hồi nãy là trời hơi mưa một tí, nhưng mà bây giờ là hết mưa rồi, tạnh mưa rồi các bạn nha. Rồi mình sẽ qua bên kia các bạn nhé. Mình qua bên này. Đây là mình đang cầm chai nước để mình uống, nhưng mà do trời mát quá mình không uống được các bạn. Giờ mình sẽ qua bên đó để mình giới thiệu cho cái sư khắc này nó đẹp còn nào nha các bạn nhé. Đi cắt cơn không? Và thôi mình sẽ đi đường ở trên này các bạn nhé. Ở đây lắm, ở chỗ này á rất là nhiều chỗ mà mình tắm nha. Giờ là có chỗ mấy đứa nhỏ người ta tắm cũng được. Thì mình cái dòng chảy của nó là rất là nhiều hướng các bạn, mình không thể tả được. Tại vì nó nhiều chỗ mà bên này cũng có một hướng này. Nó một nguồn nhưng mà nó chảy nhiều hướng các bạn. Đây này. Bên này cũng là một hướng đây. Nói chung là xung quanh tôi là toàn có hướng của dòng chảy các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ không giới thiệu cái đó nữa. Các bạn thấy cái hố này. Mùa mưa là chắc mình không tưởng tượng được dòng suối này nó chảy như nào các bạn nha. Giờ mình có thằng cháu đang đợi trên đó các bạn. Ở dòng người đang về các bạn nha. Hôm nay ngày 1 tháng 5. Các bạn thấy ở trên đồi này đó, chắc là người ta nướng thịt, nướng gì đó. Là khói nó bay lên mù mịt các bạn. Ở đây là rất là nhiều người vào đây chơi các bạn nha. Trời, mình rất thích quang cảnh này các bạn nha. Cái này là cây mọc trên đá luôn các bạn nha. Cây mọc trên đá luôn, mình thề luôn. Mình chưa bao giờ thấy luôn á. Thế mà nó còn sống được. Gọi là đúng là kiên trì. Trời ơi. Nó thật là các bạn ơi. Ở đây cá cực kỳ nhiều các bạn ạ. Cá nhiều luôn. Nếu mà có thời gian ngày mai mình sẽ qua cho các bạn, mình thả lưới cho các bạn nhé. Mình thả lưới, mình sẽ bắt cá ở đây nó còn nhiều như này. Nhưng mà tuyệt đối là không được dưới điện các bạn nhé. Đây là thịt vịt nha các bạn, ở đây có đầy đủ món nha các bạn nha. Đầy đủ món luôn. Tất cả món ăn ở đây, bia, gọi là đủ. Karaoke dịch vụ đầy đủ hết á. Đây là có bể bơi các bạn, bể bơi tự nhiên đấy. Đây, bọn về trước đây. Ô tô các loại, xe máy rất là đông, khách đông lắm các bạn. Mình
còn cho anh ta rồi. 10.000 thôi, 10.000 được. Ở đây là vui lắm các bạn ơi. Giờ cho 10.000 cho anh ta rồi ra đây. Ok. 10.000 đi ông lại lạ. Hát 10.000 hả? Mười ngon lấy lạ. Còn bái rồi. Chờ hôm bà đi, hôm bà đi. Có hát không? Có mì rồi đi. Mì rô đâu? Hát không thôi chứ từ đầu có cái nãy rồi mà bi cái luôn. Đâu tôi thật sự là bây giờ mới cho phơ. Cho mới cho phê đi. Là bà gì bà bố lô rô đi. Thấy